Hơn 10 năm nay, sự xuất hiện của cặp đôi rồng gốm xứ thời Lý ở Hồ Tây, Hà Nội đã tôn nên vẻ đẹp cho không gian ở nơi đây. Năm 2012, đôi rồng gốm xứ thời Lý trưng bày tại công viên Bách Thảo nhân dịp đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội chính thức được di rời đến lắp đặt tại Hồ Tây. Đoạn đầu đường Nguyễn Hoàng Tôn đối diện phủ Tây Hồ, mỗi con rồng cao 8,5m và dài 15,6m được gia công bằng lớp bê tông dày và khung thép chắc chắn với tổng khối lượng lên tới 60 tấn. Phía ngoài thân rồng được trang trí bằng nhiều mảnh gốm sứ, ấm chén, chai lọ nung ở nhiệt độ 1.300 độ C. Trong đó, phần thân được chế tác từ 6.000 chiếc đĩa và 4.000 chiếc cốc. Miệng mỗi con rồng đều ngậm một viên ngọc lớn. Đây là loại đá quý giá, nặng tới 57kg một viên. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, rồng phải được đặt tại nơi trang trọng, gắn với nước và gắn với điểm mang dấu ấn lịch sử, văn hóa. Hồ Tây là một trong những thắng cảnh đẹp nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội, nơi có nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của kinh thành Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay. Với lợi thế vị trí độc đáo, Hồ Tây gần như bao trọn không gian văn hóa lịch sử, gắn liền với nhiều truyền thuyết, các công trình nghệ thuật, kiến trúc, gắn với lịch sử hàng nghìn năm thủ đô Hà Nội. Chính vì lẽ đó, Hồ Tây chính là vùng đất lý tưởng để đặt dấu ấn rồng thiêng.